Hội chợ Xuân Giảng Võ, Hội chợ Đồ uống Xuân 2023 vừa được khai mạc tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện được tổ chức từ nhiều năm qua nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô hàng hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc phục vụ Tết Nguyên đán. Hội chợ Xuân Giảng Võ, Hội chợ Đồ uống Xuân 2023 lần thứ 30 đã thu hút sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp với 200 gian hàng. Các sản phẩm năm nay đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và được sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo về chất lượng, giá cả nhằm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng đến tham quan mua sắm. Bên cạnh các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn phục vụ Tết, các sản phẩm thủy hải sản chế biến và tươi sống còn có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như là sơn mài, gốm sứ, đồ đồng, nội thất cùng nhiều sản phẩm thời trang gia dụng khác. Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp kích cầu sức mua, còn người tiêu dùng có cơ hội mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý trong dịp cao điểm mua sắm hàng hóa cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2023.